Hello anh em, chào anh em đến với kênh của Đời Sống Gamer. Hôm nay anh em mình mới phát hiện ra một lỗi của Garena. Và một lỗi đó chơi rành đúng không em? Chơi rành mà nó đậu xanh, nó không có một thằng nào hết. Có hai thằng chơi chung. Garena bị lỗi rồi. Chơi cái gì anh em thấy ở trên người còn sống không? Đậu phụng nó còn có hai người, thấy thấy béo nào. Mà vẫn bị lỗi đúng không? À, ông không phết rồi thôi. Quay lại đi, vẫn bị lỗi. À, nhưng nói chung là nó cũng là đấu thường, nói chung là không phải đấu hạng, chứ đấu hạng làm gì có vụ vậy. Nó không nó bị lỗi. Đậu xanh nó lỗi không có người luôn. Em qua đây lượng có người không? Không. Đâu. Nó thắng luôn. Nó không chơi cái gì nó cũng thắng luôn anh em ạ. À. Là cái quách tờ heo gì. Chứ đấu thường nhau mà đấu hạn nha. Lại thêm méo nào nó tự thắng luôn. Nó chưa giết được thằng nào. Như vậy thôi. Lên. Nà ní. Garena lỗi rồi. Lỗi quá mạnh. Nhiều cái phần mềm cập nhật quá, lỗi SIDA mất tiêu rồi. Bó tay, lỗi kiểu hai não và anh em ạ. À. Gì? Không phải lỗi. Gì? Nè, đó thường nha, tắt cái này vô là không thấy ai nữa nè. Xem đi. Phải không? Bé hả? Không biết phải không nữa mấy em. Đi vô thử. Tắt ghép ngẫu nhiên. Thì có thử có phải không? Tắt kép ngẫu nhiên xong vô game thử nó sao? Hay là tụi nó vô đó xong tụi nó luyện bắn ra? Tụi nó vô đó làm gì ta? Hay là đi xem map? Để thử lại thêm một lần nữa coi nó bị lỗi thêm lần nữa không anh em? Tắt ngẫu nhiên nha. Nhưng mà tìm gốc lag chi đâu? Tự nhiên Garena ra cái lỗi này chi? Ra cho mình biết chi? Thì tắt cái gỗ nhiên tự nhiên đậu xanh nó không ra đứa nào thì làm cái quá tờ heo vậy, quá chân luôn. Chờ quá lâu rồi đó, cái thêm méo nào nó không có ai luôn á, trời ơi lỗi. Phải lỗi không biết, nhưng mà chắc em tắt cái ghép ngẫu nhiên nó mất hay sao á. Vô lại em coi lại coi có phải không. Em vô đánh đi. Đi vô thêm lần nữa em. Anh vô thử đi, chơi thêm 2 anh vô mình. Anh chơi một đấu thường à, đấu thường đúng không? Ừ, đấu thường. Rồi chơi thêm 2. Chơi thêm 2. Tắt ngẫu nhiên, mời một ai đó đi. Tắt ngẫu nhiên. Tắt. Mời ai đó tắt ngẫu nhiên đúng không? Không biết nó có giống không hồi nãy không? Được, không cần được. Không cần được. Không cần được, không làm gì được. Ở đây này. Ghét thử nha. Nó bị lỗi hay là đậu xanh, nó không phải bị lỗi thì đậu xanh hãy xem đây. Chúng ta phải chiêm ngưỡng liệu bị lỗi hay là do Garena làm. Anh em đón xem nhá. Một ghét hơi lâu mấy ông anh ạ. À. Đậu xanh nó lâu vãi cả trưởng. Tắt cái ghép ngẫu nhiên là nó vô được. Để coi có phải vô được không. Mình ở đâu đọc đi chứ. Không vô được là vỡ mồm, có chó sồn liền. Không vô được rồi. Nghĩ cũng chán. Ôi dạ, thôi. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Nếu anh em thấy hay hãy like thì và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một buổi tối thật là không tốt lành chứ hả.